peptide? Peptide. Signal carrier neurotransmitter inhibiting enzyme inhibitor peptide. Dipeptide, diaminobutyrene, benzylamide, diacetate, N-acetylcarnosine, copper glycine, histidine, lysine, amytoin, pentapeptide 4, genesimoin, dipeptide 23. Ủa, rồi như vậy là dữ chưa? Nói thì hay đấy nhưng mà có hiểu đấy là gì không? Nếu không hiểu thì xem video clip này, mà hiểu rồi thì cũng xem nha, bởi vì có rất nhiều thứ hay ho. Thực chất peptide và protein là những chuỗi amino acid, và để hiểu được sự tương quan giữa protein, peptide và amino acid thì các bạn có thể hình dung nếu protein giống như là một công ty thì peptide sẽ là các phòng ban trong công ty đó và amino acid là những nhân sự trong phòng ban đó. Và giờ học hóa bắt đầu. Oligopeptide tức là những chuỗi mà có dưới 15 amino acid. Cụ thể nếu nhìn vào những tiền tố thì sẽ thấy di là 2, tri là 3, tetra là 4, penta là 5, hexa là 6, octa là 8. Và oligopeptide thì là những chuỗi mà dài hơn, liên tục không bị phân nhánh và maximum là 50 amino acid. Các peptide tự nhiên ở trong cơ thể con người thì sẽ có khả năng giao tiếp tế bào, nên các peptide tổng hợp khi ứng dụng ở trong lĩnh vực làm đẹp cũng sẽ có khả năng tương tự và giúp kích thích tăng sinh collagen, chữa lành vết thương, cải thiện màu da, chống lão hóa và cải thiện nếp nhăn. Có 3 mốc quan trọng trong lịch sử phát triển peptide mà chúng ta nên nhớ. Đầu tiên đó là năm 1901 thì glycosylglycine là loại peptide đầu tiên được tổng hợp bởi Fischer và Hochmeister. Fischer cũng là người đầu tiên đưa ra khái niệm dipeptide, tripeptide và polypeptide. Đến năm 1973 thì peptide đồng đã được phát triển, và đến năm 2000 thì sự ra đời của amytoin pentapeptide 4 đánh dấu sự phát triển của các peptide ngắn ổn định và ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực làm đẹp. Có rất nhiều các loại peptide và chia ra làm 4 nhóm chính, đó là signal peptide carrier peptide, neurotransmitter inhibiting peptide và enzyme inhibitor peptide. Còn những peptide còn lại thì sẽ được thuộc vào nhóm peptide ít gặp. Number 1, signal peptide hay còn gọi là peptide tín hiệu, đây là nhóm peptide sử dụng nhiều nhất ở trong mỹ phẩm. Tác dụng đó là phát tín hiệu đến các nguyên bào sợi, đóng vai trò trong chuyện là kích thích tổng hợp collagen và elastin, nên sẽ có tác dụng là chống lão hóa cũng như là làm lành thương. Ngoài ra nhóm peptide này thì có khả năng giữ ẩm nên dùng lâu dài thì da sẽ căng bóng và đàn hồi hơn. Có rất nhiều các loại signal peptide, ví dụ như là carnosine, N-acetylcarnosine hay là amytoin tripeptide 1, amytoin pentapeptide 4, tetrapeptide 30. Để dấu hiệu để nhận biết signal peptide dễ hơn đó là nhìn thấy cái gốc amytoin, tức là cái chuỗi này này, thì thường đó là signal peptide. Một số những mỹ phẩm có signal peptide mà các bạn có thể tham khảo như sau. Số 2, peptide vận chuyển carrier peptide. Đặc điểm nhận diện của peptide này đó là sẽ có chứa những nguyên tố vi lượng là đồng và mangan. Tại sao lại gọi là peptide vận chuyển? Bởi vì sẽ vận chuyển nguyên tố này đến những tế bào da để làm lành vết thương, nên thường được sử dụng rộng rãi trong những liệu trình xâm lấn để tái tạo da và điều trị sẹo. Ngoài peptide đồng thì sẽ có peptide mangan ít phổ biến hơn và mới được tổng hợp gần đây, và các bạn có thể tìm kiếm peptide đồng trong một số những sản phẩm mình đang này. Number 3, peptide chứa dẫn truyền thần kinh. Cái tên là nói lên tất cả, sẽ giúp giảm co cơ, giảm cảm giác, nên là giảm nếp nhăn, giảm đau đớn châm chích và giúp da căng bóng mọng nước. Một số những loại cơ bản phổ biến là adrenaline hay còn gọi là acetin hexapeptide 8, acetin hexapeptide 3 có trong hay là dipeptide, diaminobutyrene, benzylamide, diacetate, thôi gọi là singlake đi, ở trong vitri lip active, hay là acetin tetrapeptide 15 giúp giảm đau trong mặt nạ B5 của Emilia Happy Skin. 4. Peptide chứa enzyme. Đây là loại peptide mà có nguồn gốc từ protein ở trong gạo và đậu nành, có tác dụng ức chế hoạt động của một số các loại men như là lipoxygenase, tyrosinase hoặc là metalloproteinase. Thường ấy thì các bạn sẽ thấy loại peptide này ở trong một số những sản phẩm làm trắng và được ứng dụng công nghệ drone để mang lại hiệu quả cao hơn. Và một trong những sản phẩm đình đám mà sử dụng peptide này đó chính là serum của ZO. Gần đây thì có một loại peptide cũng thuộc nhóm này, đó chính là chanesamoin, dipeptide 23, và được cho rằng là có hiệu quả trong việc là điều trị thâm nám còn hơn cả chanesamic acid. Và đây là nhóm quý hiếm. Hiếm thì đúng, còn quý thì chưa biết. Bao gồm gelatin based peptide, peptide kháng khuẩn và cell penetrating peptide. Wow, nghe vô cùng hứa hẹn. Bởi vì nhóm peptide này thì có khả năng là thâm nhập tốt vào trong da, nhờ vậy sẽ dùng để dẫn truyền thuốc cũng như là hoạt chất vào trong cơ thể thông qua đường bôi. Nghe thì tiềm năng đấy, nhưng chưa có nhiều những thử nghiệm lâm sàng cũng như báo cáo về cơ chế hoạt động nên chúng ta hãy cùng xem nhé. Tốt là vậy nhưng cũng có khá những lo ngại liên quan đến peptide. Đầu tiên đó là về khả năng thẩm thấu, bởi vì kích thước phân tử to rồi lại còn ưa nước, không biết là có liên quan được hàng rào bảo vệ da lipid barrier hay không. Và chưa kể là trong cơ thể có nhiều những loại enzyme sẽ phân giải các loại protein khác nhau, nên là vừa nhìn thấy oligopeptide cái là phân hủy luôn. Nhưng bạn yên tâm là công nghệ hiện đại đã và đang sẽ giúp khắc phục những vấn đề này bằng cách nào? Cho thêm những chất để giúp tăng cường khả năng thẩm thấu như là cồn hoặc một số những chất hoạt động bề mặt, kết hợp các loại peptide ngắn dài khác nhau để nâng cao khả năng vận chuyển cũng như là thẩm thấu. Thứ ba là áp dụng công nghệ bọc này, rồi công nghệ máy bay không người lái drone technology, và cái cuối cùng là nếu mà trên da không được thì đưa thẳng vào trong da luôn bằng lăng kim, pin kim hoặc là meso. Emmy đã từng meso với các adrenaline và kết quả mỹ mãn không khác gì botox. Lo ngại thứ hai đó là cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng, bởi vì cũng quá nhiều các loại peptide kể không xiết luôn và ra một cách liên tục, nên là sẽ cần thời gian để mà kiểm nghiệm được hiệu quả thực sự và có thêm nhiều những chứng minh. Điều thứ ba nữa là giá thành không rẻ nha. Nhìn thấy những sản phẩm nào mà nhiều peptide trong đấy là xác định đầu vì. Tiếp còn nhiều nghi ngại, nhưng khi sử dụng peptide thì em thấy hiệu quả thực sự, đặc biệt là khi chống lão hóa kết hợp giữa peptide với cả retinol thì. Nhưng nếu mà các bạn chưa muốn đầu tư nhiều thì có thể tìm đến những thành phần kinh điển mà nó có nhiều nghiên cứu đàng hoàng như là vitamin C, retinoid, niacinamide hoặc vitamin B5 đảm bảo là hiệu quả. Còn khi nào dư giả thì chúng ta lên đợt peptide nha. Em tin chắc là trong thời gian sắp tới thì peptide sẽ càng ngày càng được phổ cập hóa với những sản phẩm hợp túi tiền hơn. Nếu các bạn có những câu hỏi thắc mắc thì nhớ là comment ở phía dưới, và nếu thích series Skincare Class cũng như là tiếp tục muốn em trưởng mà thì còn hạn gì mà không ấn follow và get notification. See ya.